Cựu lính Mỹ vượt nửa vòng trái đất chỉ để làm một việc không ai ngờ tới. Grab Việt Nam xin chào các bạn. Hơn 40 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, hàng trăm cựu chiến binh Mỹ đã chọn cách quay trở lại chiến trường năm xưa. Có người chọn tới đây để chuộc lỗi, cũng có người muốn ở chính mảnh đất đau thương này mà bắt đầu cuộc sống mới với hy vọng chuộc lỗi cho những sai lầm trong chiến tranh mà họ tin rằng mình có một phần trách nhiệm trong đó. Nhiều cựu chiến binh Mỹ vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc đầu tiên khi họ đặt chân đến chiến trường Việt Nam hay những khi mà họ đối đầu với bộ đội Cụ Hồ. Rất nhiều những ký ức mà với ông Sam Azerat, một cựu binh Mỹ, thì câu chuyện về cánh tay của chiến sĩ Nguyễn Quang Hùng là điều mà ông mãi mãi không quên. Sau hơn 46 năm, ông Sam Azerat đã trở lại Việt Nam để trả xương cánh tay cho một cựu lính Việt mà ông đã từng cứu mạng năm xưa. Sam Azerat là một bác sĩ của quân đội Mỹ, từng tham gia vào cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Vào khoảng năm 1966-1967, ông đã gặp và cứu sống một người lính Việt trong một lần bị thương nặng. Trong một lần đi dò xét tin tức của quân đội Mỹ ở Cát Sơn, Phù Cát, Nguyễn Quang Hùng sinh năm 1939, Hà Nội, rơi vào ổ phục kích của Mỹ và bị trúng đạn ở cánh tay phải. Ông đã cùng đồng đội chạy đến nhà dân gần đó để lánh nạn. Tuy nhiên, nhà cửa của người dân đều bị đốt sạch, không còn cách nào khác. Ông Hùng phải ôm cánh tay bị thương, đứng giữa ngôi làng tan hoang trong tuyệt vọng. Vài người dân đã cho ông ít thuốc men và lương thực, nhưng không thể giúp ông thoát khỏi sự bao vây của quân địch. Cuối cùng, ông Hùng cùng đồng đội tìm đến một kho lúa bỏ hoang ven suối ẩn náu. Những ngày ẩn náu ở ven suối, vết thương của ông Hùng bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Ông bắt đầu sốt cao và gần như không thể qua khỏi do vết thương bị nhiễm trùng mạnh. Đến ngày 26 tháng 10 năm 1966, trong cơn mê man do sốt cao, ông Hùng nghe thấy có tiếng súng đạn của quân địch. Ông bèn bảo đồng đội chạy trốn. Sức khỏe kiệt quệ, ông không còn sức để chạy trốn. Người đồng đội đành phải để ông lại, cùng túi thuốc để tìm đường ẩn náu. Tuy nhiên, số phận của ông Hùng chưa dừng lại ở đó. Sau khi phát hiện ông Hùng nằm ở khe suối, lính Mỹ đã đưa ông lên trực thăng chở đến quân y viên ở An Túc, Bình Định, nay là An Khê, Gia Lai để cứu chữa. Tại đây, ông đã gặp bác sĩ Sam Azerat, ân nhân cứu mạng của đời mình. Bác sĩ Sam Azerat đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ cánh tay và giúp ông Hùng giữ được mạng sống. Tuy nhiên, ông Hùng vẫn cảm thấy sợ vì bây giờ chả khác nào ông đang bị quân địch giam giữ. Đến khi vết thương lành lặn, do không biết đi đâu về đâu, ông chỉ quanh quẩn trong bệnh xá. Trong thời gian điều trị, ông và bác sĩ Sam dần dần trở nên thân thiết với nhau. Năm 1967, bác sĩ Sam phải trở về Mỹ công tác và ông đã mang theo cả bộ xương cánh tay phải của ông Hùng lúc thu dọn hành lý. Thời gian thấm thoát trôi qua, mọi chuyện cứ ngỡ đã kết thúc. Ở độ tuổi 70, bác sĩ Sam đột nhiên nghĩ về người lính Việt mà năm xưa mình từng cứu sống. Khi nhìn lại khúc xương cánh tay của ông Hùng, bác sĩ Sam nung nấu ý định muốn trở lại Việt Nam để tìm lại người lính mà ông đã cứu sống. Ông chia sẻ, tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa. Tôi không muốn giao kỳ vật này cho các con cháu. Nó cần được trả lại cho chủ của nó hoặc gia đình anh ấy. Bác sĩ Sam lại tìm giấy tờ mình từng lưu giữ về chiến tranh năm xưa và cả giấy tờ liên quan đến ông Hùng để đăng tin tìm người lên các phương tiện truyền thông. Sau đó, ông được một người phụ nữ tự xưng là từng sống gần bệnh viện An Túc năm nào giúp đỡ, hướng dẫn ông Sam tìm đến nhà ông Hùng. Khi hay tin ân nhân cứu mạng năm xưa tìm đến nhà, ông Hùng vui mừng khôn xiết. Ông nói, tôi giờ đã gần đất xa trời, có xương cánh tay ấy, mai này chết, con cái chôn theo thành người đầy đủ chân tay. Dù sao tôi cũng cảm ơn ông ấy, nếu không được phẫu thuật kịp thời, có lẽ tôi đã bị nhiễm trùng mà chết. Chiến tranh thật kỳ lạ, đôi khi kẻ bên kia chiến tuyến lại trở thành ân nhân. Chiến tranh đã qua đi, nhưng vẫn còn nhiều đau thương lưu lại trên giải đất hình chữ S này. Vì vậy mà giờ đây, có hàng trăm cựu binh Mỹ đang trở lại sinh sống và làm việc ở chiến trường xưa tại Việt Nam để giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh. Vào năm 2008, cựu binh Mỹ Doc Benidoop từng thực hiện cuộc hành trình đi bộ xuyên Việt với quãng đường dài hơn 1.700 km để gây quỹ hỗ trợ những trẻ em là nạn nhân chất độc màu da cam. Bản thân ông Đốc cũng tiếp xúc với chất độc màu da cam thời chiến tranh, dẫn đến bị ung thư da và nhiều căn bệnh khác. Ông Đốc chỉ là một trong số hàng trăm cựu binh Mỹ trở lại Việt Nam, thực hiện những hoạt động từ thiện hỗ trợ nạn nhân chiến tranh. Hiện vẫn chưa có số liệu thống kê chính thức nào về số cựu binh Mỹ đang sống và làm việc tại Việt Nam.
nhưng ước tính có ít nhất vài trăm người. Theo một nghiên cứu của nữ nhà báo Mỹ Nisa Ray, một số cựu binh Mỹ trở lại Việt Nam làm mỗi việc khác nhau. Người thì dạy tiếng Anh, người làm từ thiện giúp nạn nhân chất độc da cam, người thì giúp dọn dẹp tàn tích chiến tranh. Kể từ khi đến Việt Nam vào năm 2012, Ray bắt đầu thực hiện dự án The Return to Vietnam Project, dự án trở về Việt Nam, ghi chép lại hành trình những cựu binh Mỹ tìm về chiến trường xưa, sinh sống và làm việc tại Việt Nam để giúp đỡ cựu thù. Cô ấy cho rằng chiến tranh để lại ký ức không thể quên trong cuộc sống cựu binh và họ trở về để hồi tưởng những ký ức đó, để hiểu hơn về vị trí của mình trong lịch sử và trên hết là để giúp đỡ. Và họ đã không khỏi ngạc nhiên khi người Việt Nam từng xem họ là kẻ thù, giờ đây xem họ như những người bạn. Khi Ray trở lại Việt Nam vào năm 2013, cựu binh Mỹ Joan Jones từng nói với cô rằng: "Tôi từng là kẻ sát nhân ở đây và tôi đã phải cố tìm hiểu xem tôi là ai với tư cách một con người." Lần đầu tiên trở lại Việt Nam vào năm 1998, khi đang dạo trên một con đường ở thành phố Hồ Chí Minh, một người đàn ông Việt Nam hỏi ông Jones liệu ông đã từng đến Việt Nam trước đây. Và ông lo sợ, rụt rè đáp: "Có, tôi từng đến đây vào năm 1968. Người đàn ông hỏi: "Ông từng là kẻ thù?" Và ông Jones đáp: "Tôi là cựu thù." Nhưng rồi người đàn ông này quàng vai ông Jones nói: "Chào mừng đến Việt Nam." Sau khi thăm những khu vực có nhiều nạn nhân của chất độc dioxin mà Mỹ từng trải xuống Việt Nam, ông Jones đã cùng các cựu binh khác tham gia dự án Vietnam Friendship Village, làng hữu nghị Việt Nam tại Hà Nội, chuyên hỗ trợ trẻ em là nạn nhân chất độc màu da cam. Ray còn kể thêm rằng: "Tôi nghĩ rằng nhiều người Việt Nam sẽ rất quen thuộc với Chuck Suzy, nhà đồng sáng lập Project Renew ở tỉnh Quảng Trị. Ông Suzy từng là nhân viên tình báo cho quân đội Mỹ ở thời chiến tranh Việt Nam, đã quyết định đến sống ở Việt Nam sau khi thăm Việt Nam vào đầu thập niên 1990 và chứng kiến những hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại. Phối hợp với chính phủ Việt Nam và người dân tỉnh Quảng Trị, ông Suzy bắt đầu dự án Project Renew với mục tiêu giáo dục trẻ em về mối nguy hại, những quả bom chưa nổ còn sót lại từ thời chiến tranh, tháo gỡ và tiêu hủy những quả bom này. Sau khi tiếp xúc với nhiều cựu binh Mỹ, Rohe nhận ra được vai trò hết sức quan trọng của họ tại Việt Nam ngày nay. Theo Rohe, các cựu binh Mỹ hiểu rõ điều gì đã xảy ra trong chiến tranh. Họ biết được những thách thức mà Việt Nam vẫn phải đối mặt sau chiến tranh, bởi vì chính bản thân họ cũng đang phải vật lộn với những thách thức tương tự, chẳng hạn như những di chứng từ chất độc màu da cam và rối loạn stress, sang chấn hay hậu chấn tâm lý. Những câu chuyện buồn về thời kỳ chiến tranh vẫn còn lưu lại ở nhiều nơi trên dải đất hình chữ S này, nhưng những nỗ lực hòa giải và tinh thần gác lại quá khứ hướng đến tương lai đã giúp cho các cựu chiến binh Mỹ hiểu thêm về giá trị của hòa bình, quay lại Việt Nam một lần, vài lần hay sống ở Việt Nam và cảm nhận một cuộc sống hòa bình tốt đẹp đến thế nào đã trở thành liều thuốc quý cho những cựu chiến binh Mỹ thoát khỏi nỗi ám ảnh từ cuộc chiến. Dường như khi sống ở một đất nước đã từng kiên cường trải qua nhiều cuộc chiến khốc liệt thì người ta càng thấu hiểu hơn những giá trị của hòa bình thì phải. Các bạn có cảm thấy như vậy không? Hãy để lại bình luận của bạn về chủ đề này ở bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và trò chuyện cùng Great Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo trên kênh YouTube của chúng tôi!